Xin chào các anh chị và chúng tôi hy vọng là trong vòng 30 phút tới các anh chị có thể tìm thấy đây có thể nói là một cái cơ hội rất độc đáo cho cái cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới và có thể là một trong những cái phương tiện để mà qua đó anh chị có thể thay đổi được cuộc đời của mình cũng giống như là nó đã xảy ra cho rất đông những người Việt Nam mà chúng tôi là một thí dụ xin bắt đầu bằng cái một ít giới thiệu về cá nhân tôi tên là Dean Nguyễn tên Việt Nam là Nguyễn Phi Dũng qua Mỹ từ năm 1978 và software engineer đi làm cho hãng cho tới khi lập gia đình thì nghĩ là nếu mà mình tiếp tục mình làm cho người khác đó thì chắc có thể là chỉ đủ ăn thôi mà nó không giàu được vì mình nhìn quanh những người bạn Mỹ những ông sếp Mỹ của mình đó, ông chỉ thêm ông chỉ cái income ông chỉ thêm được có vài ngàn thôi nhưng mà ông làm trước mình 10 15 năm. Điều đó có nghĩa là nếu mà mình tiếp tục mình làm thêm 10 15 năm nữa đó, thì chắc là cái tương lai mình nó cũng giống như mấy ổng thôi đó là lý do tại sao mà người việt mình hay có cái câu là phi thương bất phú và đó là lý do tại sao mình vẫn mày mò cũng giống như rất nhiều người việt nam khác ở mỹ mình mày mò mình làm chuyện này làm chuyện kia nghề tay trái nghề tay phải à, tìm thêm những cái nguồn thu nhập income có những cái cái nguồn thu nhập thêm à, và có thể nhờ, từ cái địa ốc rồi từ những cái việc lớn việc nhỏ nhiều việc khác nhau mà gì thành ra trong cái quá trình mà tìm hiểu đó và thử nghiệm một vài cái, cái 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 ngành kinh doanh khác nhau đó thì có một cái sự may mắn đó là năm 1993 chúng tôi có người giới thiệu cho một cái network marketing company đó ở Việt Nam gọi là MLM và nó làm về vấn đề tài chính lần đầu đó thì mình nghĩ mình làm thử thôi nhưng mà sau đó thì cái kết quả nó rất là khả quan và cho tới năm 2000 đó thì mình từ chức cái công ty đó và có thể nói là đang sống một cái cuộc sống giống như là thu trí. Và kể từ đó về sau đó mà anh chị thì phần lớn là làm ở nhà, đi đây đi đó mình có được cái tự do mà đồng tiền nó sẽ nó nó mang lại đó. Năm 2009 đầu năm 2009 thì có một người bạn giới thiệu cái cơ hội với lại Nu Skin đó. thì lần đầu mình nhìn vào cái sản phẩm mình nghĩ là cái sản phẩm về Nu Skin chắc là thích hợp cho phụ nữ và giới thiệu cho bà xã, thành ra khi mà dùng đó thì rất thích mấy anh chị, cái kết quả nó rất là khả quan tại vì hai vợ chồng mình đều đã ngoài 50 rồi đó thành ra khi mà nói về những cái sản phẩm nào mà có thể là làm cho con người trẻ ra khỏe ra đó thì chắc chắn phụ nữ người ta rất thích nhưng mà cái mà đáng chú ý đó mình chỉ là tháng nhất tháng thứ nhì cái lợi tức nó không bao nhiêu đó nhưng mà cái cái, cái chi phiếu mà nó đến chỉ trong cái vòng 2 tháng đầu thôi đó thì nó có một cái con số rất đáng kể đáng kể ở đây nó là nó cũng khoảng chừng trên 7.000 đó và nó tạo một cái sự chú ý và sau khi mà mình tìm hiểu thêm về cái chính sách trả thưởng cũng giống như là đích thân mình đi tới ngay cái trụ sở của công ty ở cái thành phố Provo, Utah đó thì mình lúc đó mới khám phá ra được rằng sở dĩ mà những cái sản phẩm này có thể nó mang lại một cái lợi ích lợi lợi tức đáng kể đó là tại vì khi mà dùng sản phẩm này đó thì người ta sẽ dùng thường xuyên mỗi tháng và cái kết quả nó rất cao anh chị Cái kết quả nó làm cho người ta tiếp tục dùng cái sản phẩm đó Cái chất lượng của cái sản phẩm là một điều rất quan trọng Và đã có rất nhiều người từ Nu Skin người ta đã về hưu lâu lắm rồi Và đó là một trong những cái lý do mà chúng tôi quyết định Sau cái chuyến đi thăm Provo Utah đã về là quyết định Nhảy ngay vào cái cái việc kinh doanh với Nu Skin Và phát triển hệ thống từ đó bằng Bằng những cái buổi cơm tối, bằng nồi bún bò Huế Mời ba bốn người bạn lại nhà đó Rồi xong đó mình ăn uống xong xuôi rồi và sẽ lấy cái máy Govan để chia sẻ với bạn bè và cứ như vậy anh chị tháng tuần thứ nhất tuần thứ nhì tháng thứ nhất tháng thứ nhì tháng thứ ba tháng thứ tư đó, thì lúc đó cái kết quả nó, nó thấy rất rõ và chúng tôi cũng may mắn đó là mặc dù không có quen đông anh chị chỉ quen với một số bạn bè trong thành phố thôi nó không bao nhiêu không bao nhiêu người nữa nhưng mà từ đó cái mạng lưới của mình phát triển khắp mọi nơi chỉ trong vòng một thời gian ngắn vì mình có một cái lực lượng đông đảo người Việt Nam ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đó, và trong đó có một số lớn những người Việt mình nằm ở trong cái ngành thẩm mỹ đó, mở những cái tiệm nail, những những cái spa hình thức nhỏ nhỏ và đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ trong vòng một thời gian ngắn đạt được một kết quả tương đối rất là khả quan thành ra hôm nay đó mình muốn cũng chia sẻ với cái cơ hội này với các anh các chị vì chúng tôi tin rằng đây là một cái cơ hội mà qua đó cộng đồng người Việt Nam mình có thể dùng cái cơ hội này đó để tạo ra một cái nguồn yên tâm dĩ nhiên là cái vấn đề là mình làm ra tiền đó thì ai cũng muốn nhưng mà tiền nó không phải là cái mục tiêu tối hậu mà mình nghĩ là cái vấn đề quan trọng nhất đấy là mình vừa có tiền vừa có giờ cho con cái cho gia đình vừa có sức khỏe và có bạn bè đông đấy. đúng ra đó là cái tự do mà đồng tiền nó sẽ mang lại cái đó nó quan trọng hơn là chính cái đồng tiền thành ra mình cũng mong là một số mấy anh chị mà có thể là mấy anh chị có thành kiến với lại network marketing mấy anh chị có thể nghe ở Việt Nam thì có thể nghe những cái tiếng không hay lắm về cái MLM hay là kinh doanh mạng hay kinh doanh đa cấp đấy nhưng mà mình mong là mấy anh chị trong vòng 30 phút tới mấy anh chị mấy anh chị có thể có thể mình 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 mình, mình mở cái lòng ra đấy để mà mình nghe đó mấy anh chị và mấy anh chị cũng nên khách quan khách quan để mà mình coi thử cái cơ hội này nó có thích hợp không và đặc biệt là những cái uy tín của công ty và sản phẩm thì mình muốn mở đầu trước hết đó anh chị về cái cái công ty cái tên gọi nguyên cái tên gọi của nó là New Skin Enterprises được thành lập vào năm 1984 tức là tính tới thời điểm năm 2011 nó là 27 năm cái uh, headquarter đó, cái văn phòng chính trụ sở chính đặt tại uh, thành phố Provo Utah cái doanh số hàng năm đó là 1.5 tỷ anh chị Thành ra trong những cái network marketing, những cái MLM company đó Phần lớn mấy anh chị nên để ý vào cái doanh số của nó Và cái tuổi thọ mấy anh chị Và đó là nói là cái tính bền vững Cái nền tảng vững chắc của cái công ty đó. Và một yếu tố nữa đó là Ngoài cái chuyện là công ty nó mở trên 52 nước Cái nước sau cùng là Argentina cách đây khoảng chừng 6 tháng đó. Và nước thứ năm ba là nước thứ Việt Nam anh chị Là nước Việt Nam sẽ mở cửa vào năm 2012 cái một trong những yếu tố quan trọng đó khi mà một cái công ty đặc biệt là những công ty ở Mỹ mấy anh chị cứ nhìn qua thử công ty này là làm chủ bởi một ông A ông B ông C nào đó hay là nó gọi là public traded company có nghĩa là có cổ phiếu được trao đổi trên thị trường chứng khoán cái cổ phiếu được trao đổi trên thị trường chứng khoán đó mấy anh chị nó nói lên cái tính minh bạch của công ty và cái cách thức người ta làm ăn cách thức người ta buôn bán cách thức người ta kinh doanh mấy anh chị nó có một cái 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 chuẩn mực mà những cái công ty mà public traded, công ty đại chúng, người ta đòi hỏi nó phải có Thành ra, cái cổ phiếu của hãng Nu Skin được trao đổi trên thị trường chứng khoán New York Stock Exchange dưới ký hiệu là NUS Mấy anh chị có thể vào Yahoo Finance, mấy anh chị coi có thể là cái, cái NUS này, cái mức tăng trưởng nó ra làm sao tất cả mọi chuyện đều minh bạch, mà anh chị, anh chị có thể lên uh, Google hay là vào website, mà anh chị có thể, thể search và mình, mình tìm ra được thêm một vài cái chi tiết gì đó về cái công ty nó như thế nào. Uh, Dunham Press uh, Street ấy, là một cái công ty độc lập viết tắt cái chữ DNB đó, mà anh chị. người ta đánh giá cái công ty này là 5A1, 5A1 là một cái đánh giá cao nhất cho tất cả những cái công ty mà có cái cổ phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán. Điều này có nghĩa là cái cung cách làm ăn những cái nợ nần ở trong quá khứ vấn đề tài chính đó mấy anh chị. Nó phải đạt được một cái tiêu chuẩn tối thiểu đó thì mới được đánh giá 5A1. -A -A skin không phải một năm không phải 2 năm mấy anh chị. Vào thời buổi mà kinh tế đang gặp khó khăn nó rất nhiều công ty người ta bị mất cái đánh giá này, người ta mất cái hạng này 5A1 đó. Trong khi New skin đã giữ vững cái 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 cái, cái mức này đó 5A1 17 năm liên tiếp mấy anh chị. Điều đó nó có thể nó nói lên ít nhiều cái cái sự bền vững của cái công ty. Người ta bỏ ra trên 1 tỷ đô la liên tục tìm ra những cái phương pháp mới, tìm ra những cái công thức mới, tìm ra những cái sáng chế mới, tìm ra những cái phát minh mới, tìm ra những cái sản phẩm mới anh chị. 1 billion tức là 1 tỷ đô la người ta liên tục trong suốt bao nhiêu năm anh chị. Anh chị nhìn phía bên tay trái này, có cái chữ force.com này, force magazine nó là một cái tạp chí về thương mại nổi tiếng ở trên thế giới trong năm 2010. Người ta đánh giá 100 công ty có cái uy tín nhất ở trong số 8.000 hơn 8.000 public trading company thì new skin đứng hàng thứ năm thành ra đây có thể nói là một cái bản tóm tắt để cho mấy anh chị thấy là mình đang cộng tác với một công ty có một cái tầm cỡ thế giới mấy anh chị và điều đó nó cho thấy cái sự vững bền vì thật tế ra một trong những lý do mà chúng tôi gia nhập new skin đó là tại vì nó có cái tính thừa kế ngoài cái vấn đề là mình có thể mình sang nhiều mình bán nó có thừa kế mấy anh chị và khi mà nói tới vấn đề thừa kế lại cái công việc mình làm sau này cho con cháu về sau đó mà anh chị phải nên tìm hiểu về cái công ty cái tính vững bền, cái 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 sự bền vững của công ty đó. Vì có cái đó nó thì cái cái tính thừa kế nó mới khả thi được. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi chọn cái cái công ty Nu Skin. Và một vài cái yếu tố khác này chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày cho các anh chị trong vài phút tới. Khi nói về dòng sản phẩm ấy, có thể nói là một số mấy anh chị khi mà mình không hiểu nó cũng giống như mình lúc trước mình không hiểu mình nghe cái chữ skin, mình nghĩ tới vấn đề da, da đó là phụ nữ đàn ông trai thì mình không quan tâm lắm về cái da nhưng mà khi mà tìm hiểu thêm đó mấy anh chị thì new skin nó không phải là vấn đề là chỉ dưỡng da hay là vấn đề mỹ phẩm như một số mấy anh em một số mấy anh chị vẫn thường nghĩ new skin hoàn toàn tập trung vào cái vấn đề chống lão hóa thành ra mấy anh chị thấy cái chữ inside and outside đó, tức là ngoài vào và trong da mấy anh chị thành ra cái hình này nó nói đó là những cái đối thủ cạnh tranh đó, thường là chỉ ở, ở ngoài da thôi người ta tiếp cận cái vấn đề người ta giải quyết cái vấn đề chống lão hóa bằng cách là có những cái sản phẩm thoa ở ngoài da thì mấy anh chị biết đó là thoa ở ngoài da nó không giải quyết được vấn đề mà nó phải từ trong cái nguồn gốc của nó cái, cái, cái cốt lõi của nó mấy anh chị mình lấy thí dụ như là một chị nào đó có thể nói là em bị bệnh em 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 cái mặt da mặt bị nám chẳng hạn có 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 cái thuốc nào có thể sức trị bệnh nám đó. mấy chị có thể nghe được cái câu đó rất nhiều đó nhưng mà nám nó không phải là từ ngoài vào mấy anh chị Nám có thể là từ trong ra và có thể là hết 80% nó từ gà, từ cách dinh dưỡng, từ từ gan có vấn đề hay là mình bị stress, mình bị 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 suy nghĩ nhiều quá hay là có những cái triệu chứng ở trong cái cơ thể mình mấy chị nó sinh ra cái, cái 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 nám nám không phải một sớm một chiều nắng không phải là chỉ cái nắng hay là cái ánh đèn không đây thật ra đây có thể là một cái hình thức để cho mấy chị thấy là nuôi skin người ta đang giải quyết vấn đề một cách toàn diện từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong và người ta có cả hai sản phẩm Anh chị một số cái công ty có cái dạng thực phẩm chức năng đó là người ta chỉ nhắm từ trong ra thôi Nhưng mà lại không có cái ngoài vào, người ta có thể thiếu một trong hai mấy anh chị Nu Skin là công ty duy nhất vào thời điểm này người ta giải quyết vấn đề bằng cả hai phương diện Tức là ở ngoài vào và trong vào ra đó và người ta có luôn cả hai cái cùng một lúc Một cách rất có hiệu quả mấy anh chị à, Một cách ví von khác để cho mấy anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn đó là Người ta ví là nếu mà những cái hiện tượng già nua, nó giống như nước chảy qua vòi đó mấy anh chị. Những cái vết chân chim, những cái vết đồi mồi ở trên da. Thì những công ty ở ngoài kia đó, người ta bán cho mình một số sản phẩm. Và người ta nói là những cái sản phẩm này có thể chùi, tẩy, xóa, tạm thời là mất những cái vết, vết nhăn này. Cũng giống như nước chẳng hạn. Khi mà mấy anh chị về nhà tối nay thấy nước tràn ra khỏi nhà đó mấy anh chị thì chắc chắn mình phải giải quyết vấn đề, không phải là lấy đồ chùi nhà mà mấy anh chị nên tìm qua thử nước nó chảy ra từ đâu và mình khóa nước lại, đúng không mấy anh chị? Thành ra cái những hình thức mà tạm thời tẩy xóa đó, nó giống như là những cái giải phẫu thẩm mỹ hay là căng da mặt, hút mỡ bụng hay là chích botox hay là tạm thời làm cho tóc nó đen trở lại nếu mà mình bị tóc bạc. Nhưng mà sau đó mấy anh chị cái tuổi mình càng già những cái hiện tượng già nua nó lại tiếp tục nó xảy ra. Cái cách giải quyết vấn đề cũng giống như một lần nữa chúng tôi xin nhấn mạnh đó, là cái sự khác biệt rất lớn giữa Nu Skin và những công ty gọi là chống lão hóa còn lại đó anh chị là cái cách giải quyết cái vấn đề cái cách cái cái cái, cái uh, solution cái, cái 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 giải pháp cho cái vấn đề đó đó là Nu Skin người ta khóa hẳn cái nguồn nước lại khóa hẳn cái nguồn nước lại ở đây mấy anh chị một cách rất khoa học người ta đã tìm ra được một cái phương pháp và một cái 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 technology là một cái cái khoa học đó. Một cái kỹ thuật gọi là Age-lock age là một cái kỹ thuật mà từ trong gen anh chị người ta có thể mang lại cái sự tươi trẻ của nó. À, nó từ nó từ da, nó từ lục phủ ngũ tạng, từ trong cái gen của mình anh chị. Đó là một cái kỹ thuật về sinh học rất cao sau một cái quá trình 30 năm Nu Skin thì có 27 năm, 27 tuổi mà chị nhưng mà người ta mua lại cái technology của nhiều công ty của nhiều trường đại học danh tiếng ở bên Mỹ đó. Và đó là một trong những lý do mà kể từ năm 2010 Nu Skin có thể tuyên bố cho cả thế giới biết và cho cả cộng đồng của những cái nhiều cái kỹ nghệ khác nhau về vấn đề sức khỏe, về vấn đề chống lão hóa đó, là người ta đã tìm ra được bí mật của sự tươi trẻ. Bí mật của sự tươi trẻ hay nói khác hơn đó, đó là cái suối nguồn tươi trẻ mà chị người ta không cần phải lên tìm ở ngọn núi hy mã lạp sơn hay là trong những cái rừng rậm amazon ở nam mỹ đó. mà cái suối nguồn tươi trẻ nó từ trong con người từ trong mũi con người mà anh chị từ cái gen của mình cái gen của mình vẫn có thể tác động con người sau một cái quá trình nghiên cứu rất dài người ta đã tìm ra được rằng cái gen nó không phải là cái số phận của mình nó không phải là à, cái cái gen của mình nó quyết định cái số phận của mình mà con người vẫn có thể tác động tới mà anh chị và đó là lý do tại sao cái A-slot làm một cái công trình nghiên cứu rất nghiêm túc. A-slot là một cái kỹ thuật rất đặc biệt. Và đó là lý do tại sao cái stock của New Skin trong thời gian vừa rồi nó tăng. Ví dụ như năm 2010, cái, cái phần lợi của nó là 142%, trăm anh chị. Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, mà một công ty có cái cổ phiếu tăng trưởng 142%, nó không phải là một chuyện bình thường. Và đó là lý do tại sao anh chị biết. Nhờ cái A-slot, nhờ cái sự khám phá ra cái suối nguồn tươi trẻ nhờ cái sự khám phá ra một cái kỹ thuật mà con người có thể tránh những cái hiện tượng già nua dĩ nhiên mình nói ở đây là con người không không phải là không già mà gì nhưng mà người ta không có không có già không có bị những cái hiện tượng già nua như cái, cái nét già đó nói nôm na đó mà anh gì mình không có muốn nói về cái vấn đề trường sanh bất tử đó nhưng mà mình nói về cái vấn đề trường sanh bất lão con người bảy tám mươi tuổi 60 tuổi nhìn vẫn giống như là 30, 40 mươi bốn mươi và đó là cái ý mà chúng tôi muốn muốn trình bày về cái vấn đề chống lão hóa chống lão hóa ở đây là con người có những cái nét xuân từ trong ra ngoài vẫn còn những cái energy vẫn còn những cái sinh lực vẫn còn những cái năng lực giống như những người còn còn trẻ tuổi về vấn đề tinh thần về vấn đề thể chất và đó là cái kỹ thuật a slot mà chị mấy chị sẽ thấy chữ a slot này rất nhiều trong thời gian sắp tới và những cái ứng dụng đầu tiên của a slot nó vào những cái bộ ví dụ như cái galvanic spa mà anh chị thấy đây vào cuối năm 2008 nghìn cái bộ transformation vào cuối năm 2009 và đầu năm 2011 các mấy chị thì mình có cái H Lock Vitality là một cái sản phẩm sinh học đầu tiên mà mình uống vào bên trong Genetic product đầu tiên mình uống vào bên trong nó mang lại cái cái năng lực nó kích thích cái cái tế bào của mình để để nó có cái năng lực trở lại nữa. và đây là một sản phẩm độc đáo nó mở đầu cho một cái kỷ nguyên rất mới ở trong cái vấn đề sinh học và trong cái vấn đề di truyền học để con người có thể tác động vào đó để có thể trở lại cái thời mình còn son trẻ báo chí người ta viết rất nhiều về những cái hiện tượng này, mấy anh chị có thể search ở trong Google đó để tìm hiểu thêm. À, chúng tôi cũng xin uh, giới thiệu với mấy anh chị một cái uh, sản phẩm mà người ta gọi là cái van Spa đó. Govanic Spa system nó không có mới mấy chị, nó đúng ra nó cũng trên 70 năm, rất phổ biến ở châu Âu và châu Á. Nó chỉ có một cái điều khác biệt đó là Galvanic Spa hồi xưa nó là một cái uh, nó là một cái máy, đúng ra là một cái cổ máy nó lớn bằng một cái bàn. Dĩ nhiên là cái bàn nhỏ giống như cái bàn bằng phấn của phụ nữ đó. Thì bây giờ cái sự khác biệt là Nuskin Skin người ta chế lại, thu nhỏ lại bằng những cái phát minh mới à, dùng hai cái cục pin uh, 3 chữ A đó. Và bây giờ nó gọn nhẹ trong lòng bàn tay gò vanic là tên của một nhà bác học anh chị. Ông ta dùng cái điện một chiều đó, anh chị nhớ hồi nhỏ mình dùng nếu mà hai cục 500 mà khác cực âm dương thì nó hút nhau nhưng mà mình quay cái đầu lại đó nó cùng cực cái nó đẩy nó không bao giờ nó nó khít lại mà hình như là nó đẩy ra thành ra ông ta ứng dụng cái phương pháp đó và ông ta bỏ cái điện ví dụ như mình lấy cái gel một cái mỹ phẩm nào đó, đó một cái chất dưỡng da nào đó và ở trong cái chất dưỡng da đó có cái điện âm á thành ra khi mà mình bôi cái, cái 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 chất dưỡng da đó trên da đó mình mở cái máy mình bật cái máy qua âm mình bấm cái nút này mình mở qua âm đó thì âm âm là nó đẩy có nghĩa là cái máy cái đầu này mấy chị khi mà mình chạm vào da nó thì nó sẽ đẩy cái gel đẩy những cái chất dưỡng da này sâu ở dưới qua lỗ chân lông đó và nó bọc những cái chất dơ nó bọc chất dầu nó bọc bụi bặm phụ nữ thì có thể là những cái chất về 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 makeup đó đồ trang điểm đó và sau đó, đó mình mở qua dương mấy chị khi mà mình bấm máy mở qua dương thì nó hút những cái cái chất dơ những cái âm mà nó đã nằm ở dưới lỗ chân lông và điều đó nó làm cho cái lỗ chân lông mình nó sạch nó khít lại và đó là lý do tại sao mà cái mặt mình nó nâng lên chỉ trong vòng 10 15 phút. Thành ra cái máy này nó mình có thể thay cái đầu mấy anh chị bằng nhiều cái đầu khác nhau, đầu tăng cái mỡ, những nơi mà có tế bào mỡ, những nơi mà có vết nhăn đậm ở hai bên mép đó. Và mọc tóc anh chị, thì thứ nhất là là ngưng rụng tóc và thứ hai đó là mọc tóc trở lại. Đúng ra cái sản phẩm mà mọc tóc là một cái sản phẩm mà nó mang nuôi Skin nó tạo ra một cái sự bùng nổ rất lớn cho nuôi Skin từ năm 89 cho tới năm 1991. Và đó là một cái sản phẩm rất độc đáo Thành ra cái sản phẩm này có mặt ở trên thị trường đã 6 năm Riêng ở thị trường Mỹ thì 3 năm Ban đầu mấy anh chị, người ta được một cái sự hưởng ứng rất mạnh mẽ Như, Rồi rồi sau đó, đó, công ty người ta sáng chế ra thêm cái A-slot và người ta trộn vào cái gel màu xanh mấy anh chị Mấy anh chị thấy cái gel màu xanh ở đây và cái này nó mở ra hẳn một cái kỷ nguyên mới mà anh chị là tại vì cái concept cái khái niệm của nó là thay vì phải đi spa tốn 100 150 đồng, tốn 10 tốn có thể 45 một tiếng đồng hồ mấy anh chị thì bây giờ cái khái niệm của nó là hãy mang về nhà spa resort from home mấy anh chị mình 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 đem cái cái kết quả đó về nhà và mình làm ở nhà và mình làm thẳng những cái vết nhăn, những cái vết chân chim ở hai bên khóe mắt ở bên miệng mấy anh chị làm trẻ cái da cái chữ mà chính xác là rejuvenate tức là làm trẻ cái da ví dụ như mặt mấy anh chị có thể là sau một đêm mình mất ngủ chẳng hạn hay là mình đi một chuyến máy bay dài hay mà mấy anh chị có đi xe đò hay là một cái cái thức đêm thức hôm đó sáng hôm sau mấy anh chị có thể dùng cái máy này 10 15 phút mình làm cái mặt mình nó sáng trở lại mấy anh chị nó hồng hào trở lại và đó là cái kết quả rất lớn mà cái máy này có thể làm được trong vòng 10 15 phút có thể nói là máy này so với những cái máy mà những cái người chuyên nghiệp chuyên dùng này, người ta dùng ở trong những cái máy lớn đó. nếu mà cái kết quả không bằng chị mình thường thì mình một số người người ta công nhận là cái kết quả mặc dù cái máy nó nhỏ đấy nhưng mà cái kết quả nó hơn những cái máy lớn rất, rất nhiều nó có thể nó làm giảm những nơi có tế bào mỡ ví dụ như có người có cái cầm đôi hay là cái khuôn mặt hơi bị mập hay bị bị tròn trịa đấy rồi mỡ ở bụng ở đùi ở tay ở cơ bắp cái đó là những cái mà mà có thể dùng cái máy này làm tóc mấy chị ha À, mình một số anh chị đó có thể vào cái trang web đó là nsevideo.com để mấy anh chị có thể coi lại những cái phóng sự của đài truyền hình Mỹ đó cái này không phải quảng cáo mà anh chị người ta nói về cái sản phẩm này à, trong một cái kỳ triển uh, lãm uh, Los Angeles Spa and Resort Expo đó người ta bầu là một cái máy mới và rất phổ biến những cái tờ báo lớn mà anh chị đặc biệt là cái tờ Live Magazine đó người ta đã chọn nó là top product picks là một trong những cái sản phẩm mà người ta bầu chọn hàng đầu đấy. Đây là một cái hình để cho mấy anh chị thấy về cái tế bào mỡ nó nằm ở dưới bàn tay. Một cái hình thức mà bình thường người ta phải đi giải phẫu mấy anh chị tốn vài ngàn đô. Đây là một cái phương tiện mà mình có thể làm tự làm ở nhà lấy mấy anh chị. Cái cái giá thành nó rẻ hơn rất nhiều so với mình đi spa và cái kết quả rất cao có thể thấy được trong vòng một thời gian ngắn chỉ trong vòng một cái treatment tức là một cái cái vấn đề trị liệu đó mỗi lần làm như vậy nó mình có cái từ là mình dùng như một hình thức trị liệu đó mình chỉ thấy cái chân mày nó nó, nó nhét lên và cái sự khác biệt rất rõ đây có thể nói là cái nhu cầu không phải là phụ nữ mấy anh chị đàn ông cũng có cái nhu cầu rất cao đàn ông bây giờ đó không phải là vấn đề muốn làm đẹp mấy anh chị nhưng mà người ta sợ xấu mình nghĩ cái sợ xấu là một cái là một cái 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 nỗi sợ của con người nói chung nó không 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 nhất thiết là phải đàn ông đàn bà nó không phải là mỹ trắng hay mỹ vàng ấy, thì mới 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 có cái nỗi sợ về cái sợ xấu thành ra đây là một cái uh, sản phẩm mà có thể nói là đang có một cái khối người rất lớn gọi là baby boomer sinh từ năm 46 tới năm 64 tức là sau đề nhị thế chiến ấy, những người đang tiến dần vào tuổi 40 50 60 đấy mấy anh chị nhớ lại ngày hôm nay cái, ngày hôm nay hay là ngày hôm qua mấy anh chị có gặp bao nhiêu người ở độ tuổi 40 trở lên mấy anh chị độ tuổi 40, 50, 60 có thể là mấy anh chị đã gặp rất nhiều người như vậy trung bình ở Mỹ đó cứ ba người thì có một người gọi là baby boomer đang tiến dần vào cái tuổi già mấy anh chị và cái hiện tượng đó nó xảy ra cả thế giới những người già mấy anh chị bây giờ đó thì khuôn hướng người ta có con ít lại Thật thành chính cái thế hệ mà nó già già nua đó, người ta người, người ta chiếm một cái cái số lượng rất lớn và nhu cầu của họ là gì mấy anh chị? Nhu cầu của họ là được sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp và sống lâu. Và đó chính là cái đối tượng mà nuôi Skin đã tìm ra giải pháp anh chị, đã tìm ra giải pháp. Bây giờ công ty nó cho phép mình trở thành đại lý và mình mong là mấy anh chị nhìn những cái hình mà mình vừa mới chỉ ra đây đó để mấy anh chị có thể ra ngoài và chia sẻ với mọi người. Đây chính xác là cái hình mấy anh chị. Mấy anh chị nhìn kỹ vào cái nửa mặt phía bên tay phải của cái cô trước mặt này. Sau 6 tuần dùng cái máy Galvanic Spa, mấy anh chị có thể có thể thấy cái sự khác biệt như thế nào? Khi mà mình nói cái mặt nâng lên đó mấy anh chị, mấy anh chị nhìn rõ này. Nâng cả cái cơ mặt, trong đó có con mắt, trong đó có chân mày. Có cái sự sáng ở trong cái 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 cái, cái khung cái nửa cái mặt ở phía bên tay phải này đó mấy anh chị. Ngay cả cái cổ mấy anh chị nhìn cái cổ này. Rõ ràng là với một cái phương tiện không cần giải phẫu mấy anh chị, không cần có sự can thiệp của dao kéo. Đó với một cái giá thành nó vừa túi tiền cho mọi người anh chị thấy cái kết quả nó thấy rõ anh chị hoàn toàn là dược thảo thiên nhiên không có hóa chất không gây phản ứng phụ không tạo ra những cái biến chứng nếu mà người ta có ngưng dùng đó, thì nó cũng trở lại cái tình trạng cũ thôi nó sẽ không gây ra biến chứng và đây có thể nói là một trong những cái những cái cái sản phẩm rất độc đáo anh chị anh chị có thể tìm ở ngoài thị trường đó. có một vài cái phương pháp đó nhưng mà nó không có cái tính khoa học mấy anh chị nên nên tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này. Đây là một trong những cái uh, mỡ mà hồi nãy mình nói đó. Bà cụ này bà dùng chỉ sau 3 lần mấy chị. Mình nói bà cụ là tại vì mình không biết là người lớn tuổi hay không đó nhưng mà thường là những người lớn tuổi và đặc biệt là những người châu Âu đó, châu Âu, châu Mỹ, cái dưới cổ người ta nó có những cái thịt uh, nó mất cái tính đàn hồi đó. và chỉ sau ba cái ba lần dùng thôi, dùng nửa cái cổ mấy chị thấy cái sự khác biệt không? Đây là một cái hình khác để cho mấy anh chị thấy là mình muốn đưa cái hình này ra đó để mình nói về cái tính bảo đảm của cái sản phẩm cái hình này bà cụ này 90 tuổi mà anh chị bà không dùng bà ta không dùng cái cọpanicspoi nhưng mà ta dùng một cái nó gọi là cái two face ultra nó làm một cái loại gì tinh chất cái viên này đó mà anh chị nó 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 giống như một giọt nước ấy. nó giống như một giọt nước buổi sáng mà anh chị ngắt cái viên này ra và chấm vào mặt và cổ mặc dù nó rất nhỏ nhưng mà có thể nó mà anh chị thoa nguyên cái mặt và nguyên cái cổ tối trước khi đi ngủ mình chỉ xoa một viên buổi sáng một viên tối một viên cái lọ này nó 60 viên mình chị mình chỉ dùng đúng 30 ngày khi đây là một cái sản phẩm duy nhất bây giờ người ta chứng chứng minh được đó qua những cái sự kiểm nghiệm về về khoa học đó, nó mang lại cái cái cái, cái, cái elastin tức là cái sự đàn hồi của cái da qua một cái tinh chất gọi là atherin mấy anh chị có thể tìm hiểu ở trên internet để tìm hiểu thêm về cái này new skin người ta mua lại cái bản quyền mua lại cái sản phẩm này và người ta độc quyền phân phối mấy anh chị và đây là cái sự khác biệt mấy anh chị nhìn cái mặt bà cụ 90 tuổi phía bên tay trái đó. mấy anh chị thấy gì cái 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 da nó săn chắc lại mấy anh chị mình ở độ tuổi 30 trở lên nó thường mình mất cái tính đàn hồi đó. mấy anh chị bẹo má một đứa bé với bẹo má một người lớn đó, nó khác nhau vì người người người, người lớn đó, người ta mất cái sự đàn hồi và đây là cái sản phẩm mà nó mang lại cái sự đàn hồi mấy anh chị trong vòng 60 ngày công ty người ta bảo đảm là trong vòng 60 ngày sau khi mấy anh chị dùng hai tháng đó, mỗi buổi sáng viên chiều viên nếu da của mấy anh chị cái độ đàn hồi độ săn chắc nó nó không giống như người 20 tuổi đó thì công ty người ta sẽ trả tiền lui mấy anh chị trăm phần trăm trong vòng 2 tháng vừa rồi nếu mấy anh chị là người kinh doanh nếu mà nói nôm na là nếu mà mấy anh chị có cái máu kinh doanh mấy anh chị nhìn vào những cái bức hình mà mình vừa mới kể đó mình vừa mới mới đưa cho mấy anh chị xem đó. mấy anh chị nhìn vào cái gò ván mấy anh chị nhìn vào sản phẩm này mấy anh chị và mấy anh chị là người được công ty giao cho cái cái đặc quyền là mấy anh chị độc quyền sản phẩm này trong địa phương của mấy anh chị. Ý mà nói độc quyền ở đây đó có nghĩa là bác sĩ không có, thẩm mỹ viện không có, mấy anh chị không thể nào ra siêu thị mà mua. Hầu như mọi người không có, mấy anh chị là người duy nhất có trong thành phố đó thì mấy anh chị nghĩ như thế nào? Mà không hẳn mấy anh chị chỉ chỉ giới thiệu sản phẩm này trong thành phố mấy anh chị mà anh chị được quyền đại diện cho công ty giới thiệu sản phẩm này cho khắp mọi nơi, khắp mọi người ở trên thế giới thì mấy anh chị nghĩ như thế nào? Bảo đảm cái tính cái cái cái, cái kết quả mấy anh chị và công ty sẽ hoàn tiền trăm phần trăm nếu mà dùng cái sản phẩm này. Tất cả những cái sản phẩm mà có cái chữ A slot như là cái máy của Vanix Power hồi nãy mình nói đó, thì người ta guarantee 90 ngày nếu không có kết quả như ý muốn trả lui tiền trăm phần trăm. Riêng cái Atosin này đó mấy anh chị thì cái guarantee là 60 ngày mấy anh chị nghĩ sao về sản phẩm này? mấy anh chị nghĩ sao về một cái đặc quyền mình có trong tay, một cái tính độc đáo của sản phẩm anh chị? Không những về kết quả đó, mà cái chính sách của công ty là người ta bảo đảm kết quả còn không trả lưu tiền trăm phần trăm. Thành ra trong tất cả những cái sản phẩm mỹ phẩm, những cái sản phẩm về chống lão hóa, mấy anh chị tìm hiểu trên thị trường, mấy anh chị sẽ không thấy người ta có những cái, cái, cái đặc tính như, như chúng tôi vừa mới trình bày cho mấy anh chị. Và khi mà mình gặp một số mấy anh chị có cái tính có cái máu làm ăn đó thì mấy anh chị sẽ nghĩ ngay đây là một cơ hội mà mấy anh chị có thể tạo ra được một cái lợi tức rất đáng kể mà anh chị nếu mà anh chị cầm cái sản phẩm này trong tay và cho người ta dùng thử cũng giống như đưa những cái bức hình này hoặc là mấy anh chị làm ở trên mặt mình nửa mặt và đó là một cái hình thức quảng cáo rất hay để cho mấy anh chị thấy cái tính độc đáo của nó có thể mấy anh chị làm trên lưng bàn tay có một số số người, người, ta ngại làm nửa mặt mấy anh chị có thể làm trên lưng bàn tay báo chí người ta nói về Brad Pitt, Nicole Kidman, những tài tử mà dùng những cái sản phẩm này thường xuyên. Bây giờ qua một cái sản phẩm khác anh chị. Mình muốn giới thiệu với một cái một cái product mà gọi là Biophotonic Scanner đó. là cái máy này nó lớn hơn cái bằng ủi chút xíu. Ông Dr. Oz trong một cái phóng sự vào tháng 6 năm 2011, ông ta dùng cái máy này để đo cái nó gọi là cái chỉ số chống oxy hóa vì trong 90 giây mấy anh chị mấy chị để cái bàn tay nằm ngay đây này nó có một cái ánh sáng xanh màu xanh mấy mà anh chị từ cái nút đen đen mấy anh chị thấy ở đây đó. Nó đo trong lòng bàn tay mình có bao nhiêu lượng carotenoid và đó nó nói lên cái cái nó, nó tương quan mấy anh chị đó là cái sự tương quan cái số lượng của carotenoid mà cái máy này nó đo được đó, trong vòng 90 giây đó. Nó tương quan tới cái vấn cái khả năng đề kháng của cơ thể. Lý do tại sao khả năng đề kháng của cơ thể mạnh hay yếu mấy anh chị là vì cái chế độ dinh dưỡng Thành ra khi mà mình nói chữ tiếng Anh ấy, người ta nói là anti-aging và anti đó mấy anh chị, nó hand in hand, tức là nó đi song hành với nhau Thành ra khi mà mình nói về vấn đề chống lão hóa là phải từ trong ra và từ ngoài vào mấy anh chị Nếu mà mình uống một cái sản phẩm gì đó, ví dụ như vitamin hay là một số thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng Hay là mấy anh chị có thể uống một loại juice nào đó, từ trái cây mấy anh chị, từ những cái công ty mà người ta bán ở ngoài nè nhưng mà khi mà mấy anh chị uống đó thì làm thế nào để mấy anh chị biết là những cái sản phẩm này nó có tác dụng mấy anh chị? Nếu mấy anh chị không dùng một cái máy để đo là tại vì cái máy này trong vòng 90 giây không cần phải thử máu xét nghiệm máu mấy anh chị mấy anh chị có thể thấy được, biết được cái khả, cái 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 khả năng đề kháng của cơ thể của mình là gì. Cũng giống như mình hay mấy anh chị có thể nghe nó là um, cái, cái 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 nguyên do đưa đến tử vong đó có 5% là tai nạn phần 95% còn lại là vì bị bệnh mấy anh chị nhưng mà không biết là có bao giờ mấy anh chị tự hỏi đó là lý do tại sao con người bị bệnh lý do tại sao con người bị bệnh anh chị thì cái câu trả lời đơn giản mà anh chị câu trả lời rất đơn giản là tại vì khả năng đề kháng của cơ thể nó yếu những cái mầm ung thư những cái mầm bệnh nó có sẵn ở trong con người này và năm này qua năm nọ mới bị những người bị ung thư nó không phải là một sớm một chiều có thể là qua một cái quá trình 10 20 năm và do cái chế độ ăn uống mà anh chị và và cái cái khả năng đề kháng nó nói là cái khả năng khả năng đề kháng của mình nó yếu và đó là lý do tại sao con người mắc những cái chứng bệnh anh chị có thể tìm đọc mình đề nghị anh chị vào cái google đó anh chị có thể search cái chữ là tại sao con người bị bệnh anh chị viết bằng tiếng việt anh chị sẽ biết sẽ thấy được và sẽ đọc những cái bài người ta viết về 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 cái cái nguyên nhân của nó và đó là lý do tại sao cái máy này mấy anh chị nó đo được và nó nói lên được cái khả năng đề kháng cái cái cái, cái sức mạnh của cái cơ thể, nói theo tiếng Anh nó, nó cái defense body defense system của mình nó mạnh nó yếu như thế nào. 83 năm mất một thời gian rất dài mấy anh chị để mà có thể chế tạo ra được cái máy này và người ta đều một cái giải thưởng gọi là American Business Award vào năm 2005 về cái sự sáng tạo. Và có thể nói đây là một cái máy độc quyền của Nu Skin. Mấy anh chị có thể scan mọi người và hầu như mọi người cần phải được scan trong vòng 60 ngày mấy anh chị để quay thì cái khả năng đề kháng của mình của cơ thể nó như thế nào à, và và mình phải thay đổi cái thói quen ăn uống của mình như thế nào mấy anh chị có thể nói đây là một cái 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 sản phẩm nó nói lên cái tính khoa học rất cao và nó có một cái sức hấp dẫn rất lớn đối với những người mà ở trong cái ngành ngành y khoa mấy anh chị hoặc là mình kêu là professional health care professional đó người ta rất thích cái, cái cái sản phẩm này bác sĩ nha sĩ dược sĩ người ta rất thích những cái cái máy này đằng sau những cái phát minh của sản phẩm Nu Skin nó là một cái đội ngũ hùng hậu 75 nhà khoa học gia làm việc toàn thời gian cho Nu Skin và có thêm một số khoa học gia là nằm ở trong cái advisory board mấy anh chị Life Change Technology mà mấy anh chị nhìn thấy ở đây đó mấy anh chị có thể vào Google search cái chữ này hè. Life Change Technology là một công ty được chính phủ Mỹ tài trợ trong cái quá trình nghiên cứu về một cái sản phẩm có thể kéo dài cái tuổi thọ của con người và người ta đã thành công. Đây là một cái công trình nghiên cứu trên 30 năm. Lifegen Technology đầu tiên đó là partner với lại Nu Skin để mà develop tức là phát triển cái kỹ thuật lại và lại Aslock. Thì và Nu Skin cuối cùng đã xác nhập cái Lifegen Technology vào Nu Skin vào tháng 10 năm 2011. Thành ra đây cũng là một cái tin rất mừng cho ai, cái đội ngũ của New Skin đó, là tại vì bắt đầu từ giai đoạn này bước vào một năm mới đó, bước vào một cái kỷ nguyên mới New Skin sẽ cho ra đời hàng loạt trong vòng 10 năm tới mấy gì những sản phẩm có thể gọi nói là gây một cái chữ chấn động nó là một cái cuộc cách mạng rất lớn ở trong không những trong ngành y khoa đó, mà còn còn có thể giúp ích rất nhiều ở trong cái, cái cái quan niệm về những cái ý thức về vấn đề bảo vệ sức khỏe làm sao có thể con người sống lâu hơn sống khỏe hơn sống trẻ hơn sống vui hơn anh chị và rõ ràng đây là một cái 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 ngành mũi nhọn vào cái thời điểm mà con người cái nhu cầu của con người quá lớn về cái vấn đề làm sao để người ta có thể sống lâu hơn sống trẻ hơn sống khỏe hơn con người hầu như đã ngàn năm nay mấy anh chị đi tìm một cái gọi là bí mật của sự tươi trẻ cái suối nguồn tươi trẻ mấy anh chị và bây giờ người ta đã tìm ra và cái cái bí mật đó cái 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 chìa khóa đó mấy anh chị nó nằm ở trong tay của của tất cả mấy anh em mình và mấy anh chị có quyền nhận được cái chìa khóa đó nếu mấy anh chị quyết định sau cái cái bài thuyết trình hôm nay đó thành ra đó là một trong những cái 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 bí quyết mà về nói về cái tính độc đáo của cái sản phẩm thấy một yếu tố nữa mà anh chị tất cả những sản phẩm của New Skin người ta được cầu chứng ở tòa khi ở cái cái cái, cái pattern. có nghĩa là nó không phải giống như là người người ta có thể nhái cái hàng được đó, mà phải chờ tới hai ba mươi năm sau những cái công trình nghiên cứu về khoa học không phải một sớm một chiều nó có được mà anh chị và cái này nó mang lại cái tính bảo đảm cho cái việc công việc kinh doanh của mấy anh em mình là không bị cạnh tranh bằng những cái sản phẩm tương tự nói về cái 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 lợi tức mình bước qua một cái phần khác nói về cái cơ hội kinh doanh đó mấy anh chị thì Nu skin người ta cho phép mình trở thành đại lý và sau đó đó mình có thể tự mình đi mở thêm đại lý mấy anh chị trở thành đại lý của Nu skin đó, nên mấy anh chị không cần phải đóng chi phí có thể trong vòng uh, 2-3 phút, mà anh chị có được cái mã số. Riêng cái trường hợp ở Việt Nam đó, thì mấy anh chị tiếp xúc với chúng tôi thường xuyên, đấy. tại vì Nu Skin sắp mở cửa thị trường Việt Nam. Mà chúng tôi mong là mấy anh chị có thể cập nhật tin tức thường xuyên để có thể có được những cái thông tin mới nhất. Và mấy anh chị có thể bắt đầu ngay, chứ không cần phải chờ lâu. Đấy. Và đây là một cái cơ hội có thể nói là mấy anh chị có, có cái, cái cơ hội là có thể làm việc với khắp mọi nơi trên thế giới, chứ không phải là riêng ở Việt Nam thôi. Nhưng mà mấy anh chị nhìn vào những cái con số mà lợi tức trung bình, lợi tức bình quân trong năm 2009 mà anh chị, những người executive là những người mà trong vòng 3 tháng có cái doanh số đó là 4.500 đồng đó, tương đương với 4.500 điểm đó. Trong vòng 3 tháng, một số mấy anh em Việt Nam thường thường làm chỉ trong vòng có 2 tháng, 1 tháng, con người làm một ngày, có người làm một tuần anh chị, nhưng mà average trung bình đó là 3 tháng. Nếu mà 3 tháng làm part time đó thì cái đây là cái lợi tức hàng năm. 5.607 đồng Nếu mấy anh chị lên executive Xong nó giúp một người ở dưới trở thành executive Tức là mình trở thành đại lý Mình không cần phải mua sản phẩm Mình không cần phải bỏ vốn Mình chỉ cần đại diện cho công ty Và mình giới thiệu khách hàng Mình dùng cái sản phẩm mình thấy tốt Mình giới thiệu khách hàng Sau đó mình giúp những người ở dưới trở thành executive Giống như mình vậy mấy anh chị Mấy anh chị có được một người đó Thì cái lợi tức là 9.980 đô một năm Mấy anh chị giúp ba người Mấy anh chị giúp bốn người Cái lợi tức đó là gần 3 ngàn mấy anh chị giúp 8 người, 10 người, 12 người mấy anh chị. Nếu mấy anh chị giúp 12 người có thể có thể mấy anh chị mất 2 3 năm hay là 6 7 năm. Riêng cá nhân mình thì mất 10 tháng. Một số mấy anh chị có thể là là cái thời gian nó ngắn hơn. Đây là cái lợi tức rất cao mấy anh chị, nửa triệu một năm không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng mà một trường hợp một người bác sĩ hay một người nha sĩ người ta phải làm việc phải đi học 7 8 năm mới có được một cái lợi tức như vậy đó đối với nuôi skin chỉ trong vòng một thời gian mà chị chịu khó nỗ lực dĩ nhiên là cái cơ hội này nó bình đẳng cho mọi người nhưng mà không phải là mọi người đều làm được mấy anh chị nó tùy thuộc vào cái ước vọng và cái sự nỗ lực của từng cá nhân này thành ra mình đưa cái mô hình này ra để cho mấy anh chị thấy đó là không phải là là, là nó, nó bảo đảm cái 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 lợi tức đó nhưng mà nó cho mình một cơ hội mấy anh chị mọi người đều có cơ hội và không có giới hạn công ty không bao giờ nói anh làm nhiều tiền quá chúng tôi à, không muốn anh làm thêm mình luôn luôn người ta khuyến khích mình làm ra nhiều tiền anh chị và cái công thức nó rất đơn giản anh chị dùng sản phẩm chia sẻ là với người khác và tìm những người làm tương tự như vậy và cái đó là những cái bước rất căn bản để mà mình có thể mình làm được cứ mỗi năm ngày thì có một người nuôi skin member của nuôi skin ở đâu đó trên thế giới trong 52 53 quốc gia anh chị người ta làm một triệu đô cứ mỗi năm ngày anh chị đây có thể nói là một thành tích mà không có một cái network marketing company nào có thể có thể đưa ra vào giờ và giờ phút này nên đây là một cái cái bằng chứng để cho mấy anh chị thấy là công ty New skin người ta trả tiền hoa hồng ra rất cao, người ta trả tổng cộng là 42 cho tới 43 phần trăm anh chị, 42 cho tới 43 phần trăm cái uh, tiền cái cái số bán để mà trả cái tiền hoa hồng ra và đó là một cái con số rất đáng kể so với nhiều công ty khác. Sau đây chúng tôi muốn uh, giới thiệu với mấy anh chị về một cái mô hình này. đây mình không có nói về cái cách làm hay là mình không có nói về cái tính bảo đảm của cái 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 lợi tức mà anh chị tìm được nhưng mà mình muốn là đưa ra một cái ví dụ để cho mấy anh chị thấy là có thể vào lúc này mấy anh chị nghĩ là mấy anh chị không có bạn bè nhiều mấy anh chị không có bán hàng được như chúng tôi trong thời gian đầu cũng vậy và những cái năm 93 khi bắt đầu về network của marketing mình không nghĩ là mình có khả năng bán mấy anh chị đàn ông con trai không bao giờ nói chuyện ít khi nói chuyện ít khi giao thiệp rồi nghĩ là mình không có giờ nữa là tại vì bây giờ tối về phải có gia đình ban ngày thì đi làm Cuối tuần thì chỉ có dư một chút thì giờ để lo công việc nhà thôi Mình nghĩ là mình không bao giờ có, có giờ để mà làm bất cứ chuyện gì khác Mặc dù muốn làm muốn thay đổi cuộc đời nhưng mà lại không Nó bị bó buộc về cái, cái giờ giấc đó mình gì Hay là mấy anh chị nghĩ là với cái mặt bằng lợi tức bình quân ở Việt Nam đó thì có thể cái sản phẩm của Nu Skin nó không thích hợp Hay là con người không có những cái nhu cầu xa xỉ Người ta đang lo Kiếm ăn kiếm mặt Hoặc là mấy anh chị có thể nói là Mấy anh chị không có cái khả năng đi bán hàng là tại vì không phải ai cũng có cái khả năng giỏi để đi đi, đi đi bán 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 hàng mà chị đi bán uh, những cái sản phẩm đi thuyết phục người khác được. thành ra đây là một cái mô hình để cho mấy anh chị thấy là nếu mấy anh chị mỗi người mỗi tháng giới thiệu một người. bình thường mình ăn một cái tiệm ăn ngon đó mình giới thiệu với người khác về nhà mình giới thiệu với bạn bè bà con. anh chị mua cái áo rẻ mua cái cuốn sách hay đi coi một cái phim hay anh chị mình luôn luôn giới thiệu với người khác. chỉ có cái khác là thay vì mình giới thiệu không được trả lương. Đó, thì bây giờ công ty nó có một cái hình thức để nó trả lương một cách hậu hĩnh. Nếu mà mỗi tháng mình giới thiệu một người, đây là một ví dụ thôi mấy anh chị nha. Đây là ví dụ thôi, mình xin lặp lại là đây là một cái ví dụ, một cái mô hình để cho mấy anh chị thấy là cái lợi tức của mình ở đâu nó ra đó. Nếu mỗi người giới thiệu một người, tháng đầu, tháng thứ nhì, tháng thứ ba mình có 7 người, tháng thứ tư đó, mỗi người thêm một người dùng sản phẩm, thấy kết quả, share với bạn bè, bà con, chia sẻ với bạn bè, bà con. Nhưng mà sau 12 tháng đó mấy anh chị, cứ mỗi tháng mỗi người giới thiệu một người bằng những phương tiện mà mình có website bằng tiếng Việt mình có những cái buổi hội luận bằng tiếng Việt mình có những cái webinar bằng tiếng Việt mà anh chị có thể ngồi ở nhà ngồi ở quán cà phê cứ cứ bấm vào nhích cái nhấp cái con chuột vào cái đường truyền đó thì anh chị sẽ thấy ngay bài thuyết trình mà anh chị có thể dùng iPhone iPad dùng những cái phương tiện trong internet đó, để có thể nói chuyện với bạn bè khắp mọi nơi trên thế giới và những người sai những người cộng sự chung với mình ở khắp mọi nơi trên thế giới người ta có thể giúp mình mấy anh chị người ta có thể nhìn mặt qua Skype dùng tất cả những phương tiện mà thế kỷ 21 nó cho phép mình có thể mình tận dụng những cái cơ hội đó mỗi tháng một người đó mấy anh chị sau 12 tháng mình có 4.000 người đây là một cái thí dụ mấy anh chị nếu mỗi người người ta dùng 50 đô đó tính theo thời giá bây giờ là một triệu đồng đồng Việt Nam đó thì mấy anh chị có cái doanh số đó là 204.000 đô mỗi tháng cái tiền hoa hồng là tối thiểu là 5% anh chị. 5% của 204.000 đó là 10.000 đô anh chị. Thành ra đó, anh chị thấy cái con số 10.000 đô hay một số tiền lợi tức nào đó đáng kể đó, nó tới từ đâu? Nó tới từ nhiều người mỗi người dùng một ít. Nó tới từ nhiều người mỗi người làm một ít anh chị. Thành ra qua ví dụ này để cho mấy anh chị thấy là mình không cần phải đi bán hàng mấy anh chị. Cái việc của mấy anh em mình làm đó là đi xây dựng cái hệ thống phân phối Hệ thống phân phối ở đây không phải là một cái tiệm mà nó là có từng cá nhân và qua cá nhân đó, đó chính người ta dùng những người trong gia đình dùng anh chị rồi bố mẹ anh em bạn bè thân cận người ta dùng và qua đó đó cùng một lúc mình xây dựng cái một cái cái mạng lưới của những người khách hàng người ta dùng những sản phẩm này hàng tháng hay là nói một cách khác đó mình xây dựng một cái mạng lưới của những người khách hàng trung thành thành ra có thể nói đây là một việc làm bình đẳng cho mọi người anh chị nó không đòi hỏi bằng cấp nó không đòi hỏi những cái kiến thức, nó không đòi hỏi những cái kinh nghiệm, nó không đòi hỏi là mình phải đẹp trai hay là đẹp gái hay là phải lớn tuổi hay là phải trẻ tuổi hay là phải đàn ông hay phải đàn bà mấy chị Mọi người đều có cơ hội bình đẳng, mọi người đều có thể tìm được một người mỗi tháng. Chắc chắn mình không thể nào tìm được bốn người, bình thường mình không tìm nổi một trăm người mấy chị Nhưng mà qua một người mỗi tháng, một năm mình có 12 người. Và đây là một cái ví dụ để cho mấy anh chị thấy là mỗi người một một, một, một người mỗi tháng thôi Mình có rất nhiều mấy anh chị làm hơn một người Dĩ nhiên mình cũng có nhiều người Người ta làm ít hơn một người Nhưng mà một cái ví dụ thôi mấy anh chị ha Để cho mấy anh chị thấy là cái lợi tức của mình ở đâu Dĩ nhiên cái à, số tiền này đó mấy anh chị Cái sản phẩm nó phải tốt là Tại vì nếu sản phẩm mà nó không tốt đó Thì chỉ người ta xài một tháng rồi sau đó người ta cũng ngưng Thành ra mình có thể nói một cách Một cách tự tin mấy anh chị là cái sản phẩm của Nu Skin cho tới giờ phút này khi người ta dùng người ta luôn dùng thêm thôi chứ người ta không dùng bớt anh chị là vì cái cái chất lượng của cái sản phẩm nó rất cao. Thật ra đây là một vài cái phương tiện để cho mấy anh chị thấy là mình có website bằng tiếng Việt, mình có conference call mỗi ngày hai lần ở bên Mỹ, mấy anh chị ở Việt Nam cũng có thể nghe lại những cái buổi hội thoại thường xuyên những cái lớp huấn luyện về bước khởi nghiệp những cái tối thứ ba nó nói về cái kiến thức sản phẩm tối thứ tư là có cái thế hệ trẻ làng sông làng sông trẻ tối thứ năm là chương trình chỉ cho phụ nữ thôi và phụ nữ thường thường chia sẻ những cái cái mỹ phẩm hay là những cái suy nghĩ trong công việc à, kinh doanh hay là à, chia sẻ những cái bí quyết để làm đẹp tối thứ sáu thì mình có những cái buổi huấn luyện rồi buổi trưa thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu mà chị mình có những cái buổi hội luận buổi hội thoại chia sẻ những cái kinh nghiệm bằng tiếng việt rất hay của người Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới ngay cả mấy anh chị ở Việt Nam cũng có thể nghe được mình có webinar mình có những cái phương tiện như mấy cái tờ mà chinh phục tương lai mấy anh chị thấy nó, nó nằm ở trong cái cell phone nó nằm ở trong cái iPhone iPad mấy anh chị đi tới đâu có thể dùng những cái cái mà nó gọi là cái smartphone mấy anh chị có thể dùng cái phone mình để lật ra để bấm cái YouTube mở lên nghe Tất cả những phương tiện này mấy anh chị nó đều đã chuẩn bị sẵn trong vòng 3 năm vừa rồi để cho mấy anh chị có thể dùng. Mình có thêm một cái nữa là New Việt University đó. Đây là một cái chương trình huấn luyện rất quy mô, rất bài bản để giúp cho một người khi mới gia nhập vẫn có đủ phương tiện để mà mình có thể làm được. Thành ra mình có thể nói nói với tất cả mấy anh chị đó một điều là công ty tốt, công ty lớn, sản phẩm hay mấy anh chị nó vẫn không bảo đảm được cái sự thành công. Và một trong những cái yếu tố quan trọng đó là cái sự hỗ trợ mấy anh chị sự hỗ trợ của những người Việt Nam, của những người đồng hương, của những người cùng nói một cái ngôn ngữ, đó. mình hiểu nhau về vấn đề văn hóa và mình giúp nhau, anh chị. cái đó là cái nét đặc trưng, cái nét văn hóa của cái team Nu Việt mà anh chị có thể tìm hiểu ở cái trang đi nguyễn com hoặc là trong cái facebook đó. mình có những cái sinh hoạt rất thường xuyên của cái team Nu Việt khắp mọi nơi trên thế giới và cái tinh thần của team Nu Việt, anh chị. chúng tôi có một cái sứ mệnh đó. ở trong team Nu Việt đó là hoàn thiện bản thân và cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống và cái tầm nhìn của Nu Việt đó. Chúng tôi tin rằng Nu Việt là nơi tụ hội của những tài năng Việt khắp mọi nơi trên thế giới. Vì qua cái phương tiện của Nu Skin đó, mình có thể có được cái tự do, mình có thể có được cái 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 chất lượng của cuộc sống đó. Và có thể nói đây là một cái tập thể rất đông đảo cho tới giờ phút này vào cái thời điểm tháng 12 cuối năm 2011 anh chị, mình có trên một cái lực lượng, lượng trên 22.000 người Việt khắp mọi nơi trên thế giới từ Mỹ, từ Canada, từ Úc Châu, À, từ những vùng ở ở châu Âu ví dụ như Tiệp Pháp Anh Ý Đức khắp mọi nơi mà anh chị và trong vòng thời gian sắp tới đó chúng tôi tin chắc là với cái cơ hội khi mà Nu Skin mở cửa thị trường Việt Nam thì sẽ giúp cho các anh chị ở Việt Nam có thể nới rộng cái vòng kinh doanh của mình cái vòng hoạt động kinh doanh của mình khắp mọi nơi trên thế giới vì chắc chắn mấy anh chị có thân nhân ở Việt Nam ở à, ở ở Mỹ ở Anh ở Úc hay là mấy anh chị có bạn bè người ta có thân nhân ở nước ngoài mà anh chị và chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, team New Viet có thể kết nối với mấy anh chị và hỗ trợ cho mấy anh chị để mấy anh chị có thể xây dựng cái hệ thống phân phối, xây dựng cái mạng lưới khách hàng của mình khắp mọi nơi trên thế giới. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trong vòng 48 tiếng đồng hồ, mấy anh chị sẽ thấy được cái kết quả của nó. Và đây là một cái cơ hội, mấy anh chị ngồi ngay ở Việt Nam dùng những phương tiện của thế kỷ 21 để có thể xây dựng được cái hệ thống của mình, cái thể kinh doanh của mình mấy anh chị, nó không đòi hỏi bằng cấp, nó không đòi hỏi vốn liếng, nó chỉ cần đòi hỏi một cái sự quyết tâm và cái 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 nỗ lực đó và cũng như cái ước vọng của mỗi người thôi. Đây là một số hình ảnh của cộng đồng người Việt khắp mọi nơi để cho mấy anh chị thấy là mình có nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, mình có giáo sư đại học, mình có kỹ sư, mình có y tá, mình có nhà khoa học gia, mình có một vài sinh viên, mình có rất đông sinh viên nha. À, nhưng mà ngược lại đó mình không có học sinh à chị mấy anh chị biết là 18,18 18 tuổi trở lên. Đủ mọi ngành nghề mấy anh chị. Mình có rất đông những bà nội trợ. À, đây là một cái công việc mà có thể nói lý tưởng để mà anh chị có thể làm việc ở nhà, mà anh chị ở nhà dùng điện thoại di động, dùng internet để kết nối nối người Việt lại khắp mọi nơi trên thế giới và có thể nói là chúng tôi cũng có thể nói nói nói, nói khẳng định với mấy anh chị đó là cái sự thành công mà anh chị nó nằm ở cái ước vọng và cái nỗ lực của từng cá nhân của mỗi người của mỗi anh mỗi chị có mặt ở trong mấy anh chị đang đang nghe cái webinar ngày hôm nay nó không đòi hỏi bất cứ một cái yếu tố ngoại tại nào khác mà anh chị nó ở chính mấy anh chị là người quyết định mấy anh chị có muốn làm một cái gì đó để thay đổi cuộc đời của mình mình muốn làm một cái gì mới mà anh chị là tại vì nếu mình tiếp tục cái chuyện mình làm cũ đó, thì mình cũng sẽ đạt được những cái kết quả mà mình đã có trong quá khứ và có thể mấy anh chị đã không hài lòng với chuyện đó thành ra người ta có nói là có một cái đời sống sung túc mà anh chị đời sống sung túc nó nó không phải là một cái giấc mơ nữa mà nó là một sự quyết định đời sống sung túc không phải là một giấc mơ anh chị mà nó là một sự quyết định và mình mong là và mình hy vọng là một số mấy anh chị nữa, sau khi nghe cái buổi nói chuyện ngày hôm nay anh chị bắt đầu bằng một cái quyết định mà anh chị là cùng nhau chúng ta cùng nhau giúp nhau đó để nâng cao cái chất lượng cuộc sống qua cái cơ hội của new skin và có thể chinh phục được cái tương lai của mình thành ra một lần nữa thay mặt cho tất cả các anh chị em team new việt chúng tôi cũng xin chào đón tất cả các anh các chị và đặc biệt đó là xin chào mừng các anh các chị ở việt nam và rất mong có một cái cơ hội đó để bắt một cái nhịp cầu về Việt Nam anh chị có thể liên lạc ngay với người mà giới thiệu với anh chị nghe cái bài nói chuyện buổi hôm nay đó và anh chị có thể vào những cái trang website như là làm giàu không khó com đi nguyễn sứ nguồn tươi trẻ my NS team để mà anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái cơ hội này liên lạc với người mời mấy anh chị vào cái kho bữa hôm nay đó để mà mình có thể giúp mấy anh chị bắt đầu cái, cái 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 sự nghiệp kinh doanh và chúng tôi tin rằng đây là một cái cơ hội rất lớn cho cái cộng đồng người Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các anh chị và rất mong cái sự hợp tác của các anh chị trong tương lai.